Chiều ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhà đất Bá Hưng đến tham quan một siêu phẩm nhà phố diện tích khủng ngang 4m2, sâu vào 22m, thiết kế một trệt, hai lầu, sân thượng. Nhà thuộc trục đường chính Tô Ngọc Vân thuộc phường Thạnh Xuân, quận 12, ngay Ủy ban Nhân dân phường Thạnh Xuân nha anh chị, ngay chợ Thạnh Xuân. Thiết kế màu hiện đại, full nội thất, sẽ có 3 phòng ngủ, 5 vệ sinh, có phòng thờ và sân thượng phía trước giặt phơi đồ, kèm với sân thượng phía trên nóc cho chúng ta trồng cây. Nhà mình có sân xe hơi nha, có khoảng sân gara ô tô đậu thoải mái, con xe 7 chỗ vô tư. Sân xe hơi chắc phải tầm được gần 6m. Và phòng tiếp khách, phòng bếp phía bên trong. Đấy, một trệt hai lầu, diện tích khất rất là khủng khiếp, rất là dài luôn. Đấy, chúng ta cùng em di chuyển xem con hẻm nha. Hẻm nhà mình rộng khoảng tầm 10m. Có cây xanh, khu đồng bộ, hẻm 10m nha anh chị, hẻm thông, một sẹt của trục đường chính Tô Ngọc Vân thuộc phường Thạnh Xuân, quận 12. Xe hơi thì quay đầu đậu trong gara thoải mái luôn. Đấy, đường rất là lớn, rất là rộng luôn nha anh chị. Đường thông. Chúng ta cùng nhà đất Bá Hưng di chuyển vào khu vực phía bên trong. Nhà mình với hướng chính sẽ là hướng chính tây, phù với những anh chị cô bác nào theo phong thủy là tây tứ trạch. Căn nhà quá đẹp, quá sang luôn nha quý vị. Ốp nhựa, phía dưới đá ban công, trang trí cây xanh, đèn led. Sẽ có một lớp cống sắt 4 cánh, bên trong có cửa cuốn. Và gara này đậu thoải mái xe 7 chỗ nha, dài được chắc phải tầm 5m rưỡi, 6m gì đấy. Ốp sàn gạch 60, gạch nhám và đổ bê tông rồi. Trên có làm khung sắt và làm mái nhựa. Đầy đậu xe hơi vô tư này. Phòng tiếp khách phía bên trong, nhà rất là dài, ngang 4m2. Sâu vào tới 22m và giá bán thì đang được giao chỉ có 6 tỷ 300 triệu đồng thôi. Trên chúng ta sẽ được làm quạt trần, tường được ốp tấm nhựa than đá và nhựa vân đá và tấm than tre. Tặng lại sofa màu kem, tivi 65 inch, kệ tivi. Trang trí quá đẹp, quá sang và đẳng cấp rồi, chỉ chờ anh chị cô bác đến mua thôi. Dưới đây sẽ được ốp sàn gạch 80. Gầm cầu thang chúng ta có tủ giày giáp bảo hiểm nha. Cầu thang thì đúc rộng tầm 90, ốp đá trắng chạy đèn led, tay vịn gò đỏ, kính cường lực dày 10 ly. Đấy, rất đẹp, rất đỉnh rồi. Tường ốp tấm nhựa vân đá này, có cửa kính cho anh chị làm phòng máy lạnh ở phòng khách, ở phòng bếp này luôn. Bếp thì chúng ta sẽ được tặng lại tủ lạnh hai cánh, bếp điện từ, máy hút mùi, tủ bếp của An Cường đóng tới nóc. Tặng bàn ăn 6 ghế, tường thì được ốp kính và có máy lạnh ở đây, quạt trần, đèn led thạch cao. Ngang 4m2, sâu vào tới 22m. Nhà mình có khoảng sân trước và có trừ lại sân sau 2m cho anh chị trồng cây và làm nhà vệ sinh này. Để xây dựng chắc được tầm 14-15m gì đấy nhá. Đấy, có làm hoàn công xong làm vệ sinh, làm vệ sinh gì đây. Và phía sau này có trồng một cây khế, cây khế ngọt, kèm với rất là nhiều. Đấy, rất đẹp, rất đẳng cấp rồi. Căn nhà diện tích dài và cực kỳ rộng rãi, thoáng mát nha. Giá mềm chỉ có 6 tỷ 300 triệu đồng thôi. Hướng chính tây nha quý vị. Anh chị cô bác nào quan tâm đến em siêu phẩm nhà đẹp này, chứ gọi ngay và luôn về tới nhà đất Bá Hưng. Nhà có sân xe hơi, 3 phòng ngủ và 5 vệ sinh. Và có sân thượng phía trên nóc cho anh chị trồng cây nha. Tại vị gò đỏ, kính cường lực dày 10 ly, cầu thang thì ốp đá trắng, chạy đèn led. Trên này có gắp wifi sẵn rồi. Đấy, cửa nhựa chống cháy, ốp sàn gạch 80. Giường nệm máy lạnh, tủ quần áo, kệ tivi đầy đủ hết rồi. Giường 1m8 nha. Tường dán giấy và sơn nước đầy đủ. Đấy, nhà quá đẹp, quá sang, quá đẳng cấp luôn rồi. Ban công đúc ra ngoài 1m2, cửa nhôm Simfa và trồng cây xanh ra phía bên ngoài. Khu đồng bộ, đường thông, đường 10m, có cây xanh. Nhà quá đẹp, quá đỉnh luôn rồi. Chỉ chờ anh chị cô bác đến mua và sở hữu em nó thôi. Vị trí tọa lạc tại trục đường Tô Ngọc Vân thuộc phường Thạnh Xuân, quận 12, ngay Ủy ban Nhân dân phường Thạnh Xuân và ngay chợ Thạnh Xuân luôn. Đây nằm trung tâm hành chính của phường Thạnh Lộc và phường Thạnh Xuân nha. Toilet bồn cầu khối, bồn rửa mặt, vòi inox, gương led, có quạt hút phía bên trên. Phòng đằng sau này thì có cửa sổ ra phía sau nha. Phòng đằng sau rất là rộng, nội thất full hết rồi. Anh chị mua chỉ việc đem quần áo về ở thôi.
Đây, phòng ngủ rộng, giá đẹp, thoáng mát, giá mềm cho anh chị cô bác nào quan tâm chứ gọi ngay về tới Ba Hưng nha. Chúng ta xem video thì hãy nhớ thả like, thả tim và nhớ đăng ký kênh. Toilet riêng hết này. Đấy, toilet rộng và rất là đẹp. Máy lạnh Capper đầy đủ hết rồi. Di chuyển lên lầu 2 sẽ là phòng số 3 và phòng thờ. Toilet số 4, số 5. Nhà thì có 3 phòng ngủ nha. Đấy, phòng số 3 ở đây thì giống tương tự như bên dưới. Giường đệm, tủ quần áo, kệ tivi, bàn trang điểm, máy lạnh full hết rồi. Đấy, rất đẹp luôn. Toilet giống như bên dưới luôn nha. Phía bên đây sẽ là khu vực nhà vệ sinh số 5, phòng thờ. Nhà vệ sinh số 5 thì chủ nhà chưa có để thiết bị vệ sinh nha, đang để trống ở đây. Chúng ta muốn làm phòng giặt cũng được, làm nhà vệ sinh cũng được. Phòng thờ này, sân thượng trước cho anh chị trồng cây. Trồng cây xanh rồi. Trên làm khung sắt làm mái rồi. Và chúng ta có cầu thang sắt di chuyển lên trên sân thượng trên nóc cho gia đình nào muốn trồng cây xanh trên đây. Sân thượng trước này thì chúng ta giặt phơi đồ. Trên đây thì chủ nhà ốp gạch hết rồi. Đấy, quá là ok nha. Video của bà Hưng đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.